Cùng Huyền dành ra 45 phút mỗi ngày kéo giãn toàn thân, linh hoạt các khớp, kích thích toàn bộ nguồn năng lượng trong cơ thể để bắt đầu một ngày mới tràn đầy hứng khởi. Chúng ta tách rộng hai chân bằng hông, hướng ngón chân cái về bên trong một chút sao cho hai mép chân bên ngoài song song với nhau. Từ từ duỗi thẳng cột sống lưng, đẩy mông ra sau, gập người về phía trước. Đó. Rồi tiếp tục là hít vào, đẩy duỗi cột sống ra, vươn cằm về phía trước. Thở ra, gập người về phía chân. Thả lỏng tay xuống thảm, thư giãn toàn bộ phần kheo chân phía sau. Tiếp tục hít vào, duỗi lưng ưỡn ngực, lặp lại như thế này từ 5 đến 10 lần. Thở ra, vươn người gập về trước. Thả lỏng đầu cổ, không cố cúi gồng đầu về phía chân. Tiếp tục hít vào, duỗi lưng ưỡn ngực. Thở ra, từ từ hạ dần tay xuống, gập sát bụng ngực của mình về phía thân đùi. Tiếp tục hít vào. Thở ra thật chậm, gập sâu. Một lần cuối nào, hít vào, duỗi lưng. Thở ra, gập người xuống. Giữ và hít thở đều. 6. Ai căng quá chúng ta có thể trùng nhẹ khớp gối một chút ạ. 5. 4. Cố gắng ép sát rốn vào đùi. 3. 2. Và 1. Hít vào. Thở ra. Rồi, bây giờ chúng ta quỳ trên đầu gối, hai đầu gối mở rộng bằng hông. Bước chân bên trái về phía trước. Dựng mũi chân lên. Sao cho đầu gối vẫn thẳng hàng với mông phải. Hai tay chúng ta hạ về phía trước. Hít vào, duỗi lưng, vươn ngực, mắt nhìn thẳng. Dựng mũi chân lên, thở ra, trùng khửu tay gập thân người, gắng bụng, ngực sát vào đùi của mình. Tiếp tục hít vào, duỗi lưng, ưỡn ngực lên, đẩy thẳng cột sống, thở ra, gập người về phía chân. Một lần nữa nào, hít vào, thở ra. Một lần cuối, hít vào, đẩy thẳng cột sống lưng, thở ra, cố gắng ép bụng ngực. Rồi, giữ hít thở đều, nếu tốt chúng ta có thể hạ khửu tay của mình xuống. 5, 4, thở đều, cố gắng đẩy thẳng cột sống lưng của mình ra. 3, 2, 1, giữ nguyên tư thế, từ từ chúng ta đi hai tay sang bên trái, vặn người sang bên trái. Đầu cổ thả lỏng, giữ ở đây hít thở đều. 4, 3, 2 và 1. Rồi, từ từ nâng thân người của mình lên. Bước chân trở về. Tiếp tục đổi bên. Bước chân phải lên phía trước. Dựng mũi chân lên. Mông trái thẳng hàng với đầu gối trái. Hai tay chống về phía trước. Hít vào, duỗi lưng, ưỡn ngực, dựng mũi chân. Thở ra, hạ bụng, ngực sát đùi, thả lỏng kheo chân. Tiếp tục lần 2, hít vào, đẩy thẳng cột sống lưng về phía trước. Thở ra, cố gắng ép sát rốn vào đùi và thả lỏng phía dưới chân của mình. Thả lỏng toàn bộ cơ đùi. Hít vào. Thở ra. Một lần cuối, hít vào, đẩy thẳng cột sống lưng lên, dựng mũi chân nhiều. Thở ra, gập người về phía chân. Giữ lâu và hít thở đều. Ai tốt chúng ta có thể hạ khử tay của mình xuống.
đầu cổ thẳng hàng với trục của cuộc sống, không cố gắng cúi đầu về phía chân. 5, 4, mỗi lần thở ra chúng ta lại hạ người của mình thêm một chút nữa. 3, 2 và 1, giữ nguyên tư thế, thẳng hai tay và đi tay sang bên phải, gập người về phía chân, thả lỏng đầu cổ, cúi đầu xuống, giữ ở đây, hít thở đều, dựng mũi chân phải của mình lên nữa nào. 5, 4, 3, cảm nhận sự kéo giãn dưới kheo chân và bên lườn bên trái. 2 và 1. Rồi từ từ chống tay lên, đi chân trở về, nâng người lên. Ta về tư thế kim tự tháp, bước dài chân phải về phía trước, chách mũi chân sang bên phải một chút, từ từ hai tay sau lưng, duỗi thẳng cột sống lưng, hít vào duỗi lưng, mắt nhìn thẳng, thở ra gập người về phía chân phải, tiếp tục hít vào, thở ra, một lần cuối hít vào duỗi lưng, thẳng lưng lên ạ, thở ra gập người về phía chân phải, rồi từ từ hai tay của mình buông thẳng xuống và duỗi thẳng hai tay, giữ ở đây và hít thở đều. 6, thả lỏng kheo chân phải phía dưới. 5, 4, 3, hít thở đều. 2 và 1, thở từ từ nâng người lên. Đa đổi chân, bước dài chân trái về phía trước, hai hông cân bằng, hai tay đan phía sau lưng, hít vào duỗi lưng, mở căng lồng ngực, thở ra gập người về phía chân trái. Tiếp tục lần hai, hít vào, duỗi lưng, thẳng người 90 độ. Thở ra gập người xuống, cố gắng ép sát rốn vào đùi. Lần cuối hít vào, thẳng lưng, siết chặt cơ bụng. Thở ra gập người về phía chân trái. Rồi từ từ đi tay về phía trước, thả lỏng toàn bộ đầu cổ của mình, thả lỏng kheo chân trái phía dưới. 6, điều hòa hơi thở. 5, mỗi lần thở ra chúng ta lại thả lỏng phần kheo chân một chút nữa. 4, 3, cố lên ạ. 2 và 1, từ từ nâng người lên. Duỗi thẳng chân trái sang phía bên trái, mở rộng đầu gối phải, dựng mũi chân trái lên 90 độ, vươn hai tay lên cao, hít vào, xoay người về phía bên trái, thở ra gập người về phía chân, hai tay nắm bàn chân, hít vào duỗi lưng, vươn ngực lên, thở ra trùng khử tay, ép sát rốn vào đùi của mình, tiếp tục hít vào duỗi lưng, thở ra, tiếp tục gập người về phía chân. Một lần cuối hít vào, gắng đẩy thẳng cột sống lưng của mình lên hơn nữa. Thở ra gập sát bụng về phía đùi, giữ ở đây và hít thở đều. 6, thả lỏng kheo chân phía dưới. 5, 4, gắng duỗi dài lưng của mình ra. 3, hít thở đều. 2 và 1, vươn hai tay lên qua đầu, hít vào, tay trái đặt vào đầu gối phải, thở ra nghiêng người sang bên chân trái, tiếp tục hít vào nâng người của mình lên, thở ra từ từ hạ vai trái xuống, thả lỏng toàn bộ cơ liên sườn bên phải, tiếp tục một lần cuối hít vào, đẩy thẳng cột sống lưng, dựng mũi chân trái, nghiêng người về bên trái, thở ra, giữ và hít thở đều ở đây. 5, 4, 3, cố gắng thả lỏng vùng lườn bên phải và nghiêng người thêm chút nữa. 2 và 1, rồi từ từ nâng người lên, hít vào, vươn tay qua đầu, hai tay xuống, thở ra, thu chân trở về. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục đổi chân phải sang phải.
Dựng mũi chân phải lên vuông góc. Kéo sát bàn chân trái về phía trong của đùi phải. Vươn hai tay lên qua đầu, hít vào. Xoay người về phía chân phải, thở ra thật chậm, gập người về phía chân. Tiếp tục hít vào, hóp bụng, đẩy căng lồng ngực lên. Thở ra, gập người về phía chân một chút nữa, sâu hơn. Hít vào một lần cuối, duỗi lưng, ngực mở. Thở ra, gập sát bụng, ép sát vào phía thân đùi. Giữ và hít thật đều. 5. Mỗi lần thở ra chúng ta lại hạ bụng ngực của mình xuống. 4. Cố gắng duỗi dài cột sống của mình về phía mũi chân. 3. Hít thở đều. 2. Và 1. Vươn hai tay lên qua đầu, hít vào. Tay phải nắm vào đùi trái, thở ra nghiêng người về phía chân phải. Hít vào, ta nâng người của mình lên. Thở ra một lần nữa, nghiêng người sang phải, thả lỏng kheo chân và thả lỏng cơ liên sườn bên trái. Một lần cuối nào, hít vào, nâng cao lồng ngực. Nghiêng người sang chân phải, thở ra, giữ và hít thở đều, gắng đẩy thẳng cột sống lưng của mình lên. 4. Mỗi lần thở lại hạ vai phải xuống. 3. Thở đều xuống nữa. 2. Và 1. Vươn hai tay lên qua đầu, hít vào. Hai tay xuống, thở ra. Thu chân trở về. Từ từ nâng chân phải của mình lên. Hai tay nắm lấy mũi chân. Hít vào. Thở ra, đạp căng gối. Thẳng cái chân của mình hết mức có thể. Kéo về phía thân người đến khi nào chúng ta đau thì dừng lại ở đây ạ. Giữ ở đây 5 hơi thở. Rồi từ từ nắm lấy bàn chân. Quán đạp thẳng cái đầu gối của mình hơn một chút nữa. Để giãn toàn bộ cơ kheo chân phía dưới. Trùng khửu tay đến khi nào đau thì dừng lại. Hít thở đều. 2 và 1 rồi từ từ hạ chân xuống. Chúng ta đổi bên. Nâng chân trái lên 90 độ. Hai tay nắm lấy mũi chân. Hít vào. Thở ra đẩy thẳng gối. Sao cho căng kheo chân phía sau hết mức có thể. Giữ ở đây hít thở đều trong vòng 5 nhịp thở. Từ từ di chuyển bàn tay của mình lên phía trên một chút và kéo gập khử tay. Đến khi nào chúng ta cảm thấy căng thật nhiều ở phía sau thì dừng lại và hít thở đều. Thả lỏng phần căng đấy ra. Điều hòa hơi thở của mình đi ạ. Gắng đẩy thẳng chân. Rồi từ từ thu chân trở về. Thả lỏng hai chân. Rồi chúng ta ngồi lách hai mông sang hai bên. Đẩy thẳng cột sống lưng. Mở rộng hai tay ra ngang. Hít vào, nâng cao lồng ngực của mình lên. Thở ra đan tay, ngửa lòng bàn tay, hóp bụng lại, cuộn lưng ra sau, cằm thu về hõm cổ. Tiếp tục hít vào, mở rộng lồng ngực, lấy oxy. Thở ra hóp bụng, cuộn lưng. Siết cơ bụng bên trong. Tiếp tục hít vào, nâng cao lồng ngực, kéo giãn toàn bộ vùng lưng. Thở ra hóp sâu bụng lại, cuộn lưng ra sau. Một lần cuối, hít vào, nâng cao lồng ngực lên. Giữ ở đây và hít thở đều. 5. Đổ ngực về trước nhiều, vai ra sau. 4. 3. Siết nhẹ cơ bụng lại ạ. 2 và 1. Từ từ đan tay, ngửa lòng bàn tay, thở hết ra, hóp bụng, cuộn lưng ra sau. Giữ và hít thở đều. 4 3 2 1. Vươn tay qua đầu, hít vào, nâng cao vùng cột sống của mình lên.
Nghiêng người sang bên trái, hạ dần khuỷu tay xuống, tay phải áp mang tai. Ai đau cổ vai gáy thì mắt nhìn thẳng phía trước ạ, không đau cổ vai gáy mắt nhìn lên. Hít vào, nâng cao lồng ngực, kéo giãn toàn bộ hai vai sang hai bên. Nghiêng người sang phải, thở ra, hạ dần khuỷu tay xuống, kéo giãn toàn bộ lườn trái. Tiếp tục hít vào về giữa, nâng cao lồng ngực. Nghiêng người sang trái, thở ra. Hít vào, thở ra. Một lần cuối, hít vào, về giữa, kéo căng hai vai. Nghiêng người sang phải, thở ra. Giữ và hít thở đều. 5. Quăng nhấn mông bên phải của mình xuống. 4. Thả lỏng toàn bộ vùng lườn phải. 3. Thở đều. 2. Và 1. Nâng người lên, hít sâu. Nghiêng người sang phải, hạ dần khuỷu tay xuống thật chậm, tay trái áp mang tai. Giữ, hít thở đều ở đây. 4. Quăng thả lỏng toàn bộ vùng lườn bên trái. 3. 2. 1. Về giữa, hít vào, nâng người của mình lên. Tay phải chống phía sau, thở ra. Chống đầu gối của mình xuống, hít vào, mông lên cao, ngực lên cao, uốn cong lưng. Thở ra từ từ, hạ mông của mình xuống, tay trái đặt gối phải, vươn cao tay phải lên, hít vào. Nghiêng người sang bên trái, thở ra. Quáng đẩy thẳng cột sống lưng. Hít vào về giữa, nâng cao lồng ngực, hai tay vươn qua đầu. Thở ra tay trái chống phía sau mông trái. Chống đầu gối xuống, hít vào, nâng mông, mở căng lồng ngực. Hạ mông xuống, thở ra. Vươn tay qua đầu, hít vào. Tay phải đặt gối trái, nghiêng người sang bên chân phải, thở ra. Tiếp tục hít vào, nâng tay lên cao. Tay phải chống phía sau, thở. Mông lên, hít vào, uốn cong lưng. Từ từ hạ mông xuống, thở ra. Vươn tay qua đầu, hít vào. Tay trái đặt gối phải, nghiêng người sang bên chân trái, thở ra. Tiếp tục tay lên cao, hít sâu. Tay trái chống sau, thở ra. Tay phải qua đầu, hít vào, uốn cong lưng, mở căng lồng ngực. Hạ mông xuống thật chậm, thở ra. Vươn tay lên, hít vào. Tay phải đặt gối trái, nghiêng lườn về phía bên phải, thở hết ra. Rồi một lần cuối, hít vào, đẩy căng lồng ngực của mình lên, kéo căng tay. Tay phải chống sau mông phải, thở ra, tay gần mông và xòe căng 5 ngón tay ạ. Chống đầu gối xuống, hít vào, mông lên cao, uốn cong lưng. Giữ và hít thở đều. 5. Ngực lên nhiều. 4. Quăng kéo cằm lại một chút ạ. 3. 2. Và 1. Rồi từ từ hạ mông của mình xuống. Hít vào, vươn tay lên cao. Tay trái đặt gối phải. Từ từ đẩy thẳng cột sống lưng và nghiêng người sang bên chân trái. Thở hết ra. Giữ và thở đều. 4. 3. Mỗi lần thở ra chúng ta lại nghiêng thêm một chút. 2. Thả lỏng lườn phải. Và 1. Vươn tay lên cao, hít vào. Tay trái chống phía sau, thở ra. Chống gối xuống, hít vào, mở căng lồng ngực, uốn cong lưng. Giữ và hít thở đều ở đây. 5. Đẩy căng ngực lên. 4. Kéo cằm mình trở lại một chút ạ. 3. Siết bụng, đẩy mông về phía trước. 2. Và 1. Từ từ hạ mông xuống. Vươn tay lên cao, hít vào. Tay phải đặt đầu gối trái, nghiêng người về phía chân phải, thở ra. Giữ ở đây và hít thở đều. 4. Mỗi lần thở chúng ta lại hạ vai phải xuống một chút nào. 3. Quăng nâng ngực lên thẳng sống lưng. 2. Và 1. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Hai tay chống phía sau mông, thở ra, ngón tay cái hướng về phía mông ạ. Tay gần mông, xoay vai, nâng cao lồng ngực, hít vào.
chống đầu gối xuống, mông lên cao, thở ra. Giữ và hít thở đều ở đây, 5. Ngực lên nhiều, 4. Quàng kéo cầm lại, không thả lòng cổ, 3. Đầu cổ thẳng hàng với trục của cột sống, 2. Và 1. Rồi từ từ hạ mông xuống. Đan tay phía sau, xoay vai, hít vào, nâng cao lồng ngực lên, thẳng tay ra sau. Siết bụng, gập người về phía trước, chán xuống, thở ra, hất tay lên cao. Giữ và hít thở đều, 5. Mông không lên khỏi thảm, 4. Thả lỏng hai vai lên cao nữa, 3, 2 và 1. Siết bụng, nâng ngực của mình lên, vươn hai tay lên cao, hít vào. Hai tay đặt vai, thở ra, khử tay chạm nhau. Hít vào, mở rộng vai ra sau, vươn cằm lên, thở ra, 1, 2, xoay tròn khớp vai của mình, 3, 4, khởi động cả khớp cổ luôn ạ, và 5, xoay ngược lại, hít vào, mở rộng vai ra sau, thở ra, khép sát hai khử tay, thu cầm về hõm cổ, 2, hít lên, thở ra, 3, làm chậm để cảm nhận vùng khớp vai của mình đang nóng lên ạ, 4, một lần cuối, hít vào, 2, thở ra. Chúng ta nắm bàn tay của mình lại và tay lên xuống, tha lỏng toàn bộ vùng khớp vai, và siết cơ bụng của mình, cố định thân người, 3, 2, 1. Rồi nắm hai tay phía trước, sao cho bàn tay thẳng hàng với vai, ta hất tay ra sau, thở ra và hất tay, 1, 2, siết nhẹ bụng đầy ngực về trước, 3, 4 và 5. Mời các lớp chúng ta duỗi thẳng hai chân về phía trước, lách hai mông sao cho mông của mình trên thảm cân đối, dựng hai mũi chân lên, vươn tay qua đầu, hít vào, nâng cao toàn bộ lồng ngực, gập người về phía chân phải, duỗi dài cột sống, đẩy ngực lên, thở ra. Tiếp tục hít vào, vươn hai tay qua đầu, dựng cao mũi chân, gập người về phía chân trái, vươn dài các đốt sống, thở hết ra. Hít vào, vươn hai tay lên, vặn người ra sau sang phải, cổ tay thẳng hàng với vai, chán về giữa thảm, thở ra. Tiếp tục hít vào, nâng cao lồng ngực, vặn người ra sau sang trái, thở ra. Hít vào, về giữa, nâng cao vai, xòe 5 ngón tay, dựng mũi chân, gập người chân phải, duỗi dài các đốt sống, thở ra. Hít vào, về giữa nè, gập người chân trái, thở ra. Tiếp tục hít vào, vươn tay lên cao, vặn người ra sau sang phải, thở ra. Hít vào, nâng cao lồng ngực, vặn người ra sau sang trái, thở ra. Quàng nhấn mông phải của mình xuống. Một lần cuối nào, hít vào, nâng cao lồng ngực của mình lên, gập người chân phải, duỗi dài các đốt sống, thở ra. Giữ và hít thở đều. Ta đưa hơi thở vào động tác của mình, hít duỗi lưng ra, rồi thở ra lại xuống tiếp. 4, 3, quáng thả lỏng kheo chân, 2 và 1. Nâng người lên, vươn tay qua đầu, hít vào, gập người về phía chân trái, duỗi dài các đốt sống, thở ra. Giữ ở đây và hít thở đều. 5, quáng dướn cái lồng ngực của mình về phía trước để lưng mình không bị cong. 4, thở ra lại thả, hạ bộ ngực áp sát đùi. 3, thả lỏng kheo chân xuống tiếp nào. 2
và một vươn tay lên cao, hít vào. Vặn người ra sau sang phải, thở ra. Ngắn cổ tay thẳng hàng với vai. Mông trái của mình xuống và từ từ thở đều trán xuống. 5 4 Mỗi lần thở lại thả lỏng vai phải ra xuống tiếp. 3 2 và 1. Rồi nâng người của mình lên, hít sâu. Vặn người ra sau sang trái, thở ra. Giữ và hít thở đều. 6 Khoáng thả lỏng lồng ngực của mình xuống là 5 4 Xuống nữa, 3 Thả lỏng vai trái xuống tiếp, 2 1 Nâng cao lồng ngực, hít vào, vươn hai tay lên cao. Hai tay xuống, thở ra. Thả lỏng hai chân. Rồi chúng ta gập chân trái về phía sau. Và chúng ta ngồi dịch cái mông của mình sang bên phải một chút, sao cho đầu gối trái của mình vẫn ở trong thảm. Thì tí chúng ta cầu chống đầu gối xuống thì sẽ không bị đau khớp gối ạ. Rồi xuôi mũi chân trái về phía sau, sao cho hai chân vuông góc 90 độ. Dựng mũi chân phải về phía trước và chúng ta nhấc cái mông ra. Vươn hai tay qua đầu, hít vào. Gập người về phía chân phải, thở ra, duỗi dài lưng. Vươn tay lên cao, hít vào. Gập người đầu gối trái, thở hết ra. Dựng mũi chân phải lên, ưỡn căng lồng ngực. Hít vào về giữa, vươn cao vai. Thở ra tay trái chống phía sau. Tay phải qua đầu, hạ mũi chân phải xuống. Hít vào uốn cong lưng, mở căng lồng ngực ra. Từ từ hạ mông xuống, thở ra. Vươn tay lên cao, hít vào. Xoay người sang bên phải, vòng khửu tay trái qua đầu gối phải. Hai tay đẩy giữa ngực, mắt nhìn lên. Lần hai, hít vào về giữa, vươn hai tay qua đầu. Gập người về phía chân phải, thở ra. Vòng này chúng ta sẽ hít thở đều và giữ nguyên 5 giây. 5, trong lúc giữ chúng ta hít thở đều ạ. 4, cố gắng duỗi cái lưng của mình ra, bụng ngực ép sát đùi. 3, thở đều lại vươn dài cột sống về phía trước một chút nữa. 2, và 1, vươn hai tay lên cao, hít vào. Gập người về phía đầu gối trái, thở ra. Rồi đẩy cái lồng ngực của mình lên, cố gắng đừng cong lưng nhiều ạ. 5, 4, 3, thả lỏng kheo chân phải của mình ra, dựng mũi chân lên. 2 và 1, rồi vươn tay lên cao, hít vào. Tay trái chống phía sau, thở ra. Chống mũi chân phải xuống, hít vào. Mông lên cao, uốn cong lưng. Giữ và hít thở đều. 5, ngực lên nhiều nào. 4, kéo cằm lại một chút. 3, 2, siết chặt cơ bụng và đẩy ngực lên. Và 1, từ từ hạ mông thật chậm. Vươn tay lên cao, hít vào. Vặn người sang trái, vòng tay trái qua đầu gối phải, thở hết ra. Tay đẩy giữa ngực, mắt nhìn lên. Giữ ở đây. 4, 3, 2 và 1. Vươn tay qua đầu, hít vào. Tay xuống, thở ra. Rồi bây giờ vòng chân trái về phía trước, đặt bàn chân lên phía trên của đùi phải. Rồi, ta hạ đầu gối trái của mình xuống. Vươn hai tay qua đầu, hít vào. Gập người về phía chân phải, duỗi dài các đốt sống, thở ra. Giữ ở đây và hít thở đều. 5, nếu ai chưa bụng ngực xuống được thì chúng ta giữ ở đây và duỗi cái lưng của mình lên ạ. 4, mắt nhìn bàn chân. 3, mỗi lần thở lại xuống tiếp. 2 và 1, vươn tay lên cao, hít vào. Vòng khử tay trái qua đầu gối phải, tay chắp ngực, thở hết ra. Giữ ở đây. 4, 3, 2, 1. Rồi chúng ta chống cái bàn chân phải của mình lên.
Nếu ai bị đau mu bàn chân quá thì có thể đặt chân xuống phía dưới cũng được. Nếu ai cảm thấy là chúng ta vẫn làm được nữa thì chúng ta đặt chân lên. Hạ sâu vai phải của mình xuống, dưới kheo chân phải. Rồi, nắm lấy bàn chân. Ai tốt nắm lấy cổ chân. Nâng chân lên. Rồi, xoay vai mở ngực. Giữ và hít thở đều ở đây ạ. 5, gắng đạp thẳng gối chân phải. 4, mở tay ra sau đầu, không tì nặng vào cổ. 3, 2 và 1. Rồi từ hạ chân xuống. Bây giờ này chúng ta gập luôn cái chân phải của mình lên phía trên của đùi trái. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Gập người về phía trước. Thở ra, từ từ hạ ngực, cằm của mình xuống, tay chống ngang ngực. Giữ ở đây. 5 4 3 2 1. Rồi từ từ vươn người của mình về phía trước. Xoay vai, hít vào, nâng ngực lên. Thở ra mềm lưng của mình ra. Giữ và hít thở đều. 4. Siết cơ bụng, mở vai ra sau. 3. Thả lỏng lưng ra. 2 và 1. Rồi từ trở về. Ta duỗi thẳng hai chân. Thả lỏng bàn chân. Nâng đầu gối lên xuống. Rồi, tiếp tục chúng ta đổi bên. Gập chân phải ra phía sau. Xuôi mu bàn chân xuống. Ngồi mông sang bên trái một chút để cho đầu gối phải của mình vẫn ở bên trong thảm. Dựng mũi chân trái lên. Vươn tay qua đầu, hít vào, nâng cao lồng ngực, kéo giãn hai vai lên trên. Gập người về phía chân trái, duỗi dài các đốt sống, thở ra. Tiếp tục về giữa, hít vào, nâng cao vai lên. Gập người về đầu gối phải, hạ khử tay xuống, thở ra. Dựng mũi chân trái và duỗi thẳng cột sống lưng. Tiếp tục hít vào, tay qua đầu, nâng cao lồng ngực. Tay phải chống phía sau, thở ra gần bàn chân. Hạ bàn chân trái xuống, hít vào, mông lên cao, ngực lên, uốn cong lưng. Từ từ hạ mông thật chậm. Vươn tay lên cao, hít vào. Vòng khử tay phải qua đầu gối trái. Tay đẩy vào giữa ngực, nâng thân người lên, mắt nhìn lên qua vai trái. Tiếp tục lần nữa hít vào, vươn hai tay lên. Lần cuối chúng ta làm và giữ ạ. Gập người về phía chân trái, thở ra, gập, kéo dài các đốt sống, giữ và hít thở đều. 5, mỗi lần thở ra lại xuống thêm một chút nữa. 4, 3, thả lỏng kheo chân trái phía dưới. 2 và 1, rồi vươn hai tay qua đầu, hít vào. Từ từ gập người về chân phải, thở ra. Giữ và hít thở đều, đa dựng thẳng mũi chân trái lên, duỗi thẳng cột sống lưng mình ra, không cần cúi nhiều về phía chân đâu. 4, thả lỏng kheo chân trái nhiều nào. 3, 2 và 1. Nâng người lên, hít vào, tay qua đầu. Tay phải chống phía sau, thở ra gần bàn chân phải. Hạ mũi chân trái, mông lên cao, hít vào, uốn cong lưng. Thở ra, ngực đầy căng về phía trước. Giữ. 5. Hít thở đều đi ạ. 4. 3. Siết chặt cơ bụng và nâng ngực lên. 2. Và 1. Rồi từ từ hạ mông. Vươn tay lên cao, hít vào. Đẩy thẳng cột sống lưng, dựng mũi chân trái. Vặn người sang bên trái, thở ra. Tay đẩy giữa ngực, nâng lồng ngực của mình lên. Giữ và hít thở đều ở đây ạ. 5. 4. Gắng thả lỏng vùng lườn và kheo chân phía dưới. 3. Hít thở đều. 2. Và 1. Vươn tay qua đầu, hít vào. Hai tay xuống, thở ra. Giờ chúng ta đặt bàn chân phải lên phía trên của đùi trái. Chân trái giữ nguyên. Tay lên cao, hít vào. Xòe căng 5 ngón tay, dựng mũi chân trái nào.
gập người về phía chân, thở ra duỗi dài cột sống về phía trước, giữ ở đây và hít thở đều. 5 4 ta kéo giãn nhiều cái phần chân này. 3 2 và 1. Nâng người lên về giữa, hít vào. Vòng tay phải qua đầu gối trái, tay đẩy vào giữa ngực, thở hết ra. Giữ, hít thở đều ở đây. 4. Vặn người lên một chút nữa nào. 3. Gắng đẩy tay của mình vào giữa ngực. 2 và 1. Hít vào, vươn hai tay lên. Hai tay xuống, thở ra. Giờ chúng ta gập kheo chân trái lại. Hạ sâu vai trái xuống dưới kheo chân. Tay thẳng hàng với mông. Bắt đầu ạ, ta nắm bàn chân, ai tốt nắm lấy cổ chân. Hít vào, chống bàn tay trái xuống, nâng chân, đạp thẳng gối. Giữ và hít thở đều. 5, quàng kéo khử tay phải xa đầu. 4, quàng duỗi thẳng chân lên một chút nữa nào, đẩy thẳng lưng lên ạ. 3, 2 và 1. Rồi, rất tốt. Từ từ hạ chân của mình xuống, bỏ tay trái của mình ra. Đặt bàn chân trái lên phía trên của đùi phải. Tư thế hoa sen, vươn tay qua đầu, hít vào, thở ra, tay về phía trước, chống gối của mình lên, cổ tay thẳng hàng với vai. Từ từ chúng ta hạ ngực cằm của mình xuống, giữ và hít thở đều ở đây. 4, 3, 2, 1. Rồi từ từ nhích tay lên một chút này, trườn người về phía trước, tay ngang ngực, xoay vai, hít vào. Nâng cao lồng ngực lên, uốn cong lưng, thở ra. Xòe 5 ngón tay bấu chặt xuống thảm, mở lồng ngực của mình về phía trước tối đa, siết nhẹ cơ bụng và thả lỏng lưng. 3, hít thở đều đi nào. 2 và 1. Rồi từ từ đẩy mông ra sau, đi tay và từ từ ngồi xuống, duỗi thẳng hai chân, thả lỏng các ngón chân. Ta vừa đi một chuỗi rất là dài của ngồi rồi đúng không ạ? Kéo giãn hết toàn bộ vùng thân trên và vùng kheo chân phía dưới, rất là tốt. Nâng đầu gối lên xuống. Rồi ta ngồi mông trên thảm. Rồi bây giờ chúng ta gập chân về sau, nâng mông lên. Về tư thế con lạc đà, hai đầu gối tách rộng bằng hông, tay phải chống xuống dưới thảm, hít vào, mông lên cao, uốn cong lưng, đẩy căng ngực lên, từ từ hạ mông xuống, thở ra, vươn hai tay qua đầu, hít vào, vòng khử tay phải qua đầu gối trái, nâng ngực của mình lên, thở hết ra, mắt nhìn theo vai trái phía trên. Hít vào về giữa, vươn hai tay lên cao. Tay trái chống sau, thở ra. Mông lên cao, hít vào, uốn cong lưng, mở căng lồng ngực. Hạ mông thật chậm xuống, thở ra. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Vặn người sang phải, hạ khử tay xuống, đẩy hai tay, mắt nhìn lên qua vai. Hít vào, nâng người của mình lên. Tay phải lúc này nắm lấy bàn chân. Thở ra này, mông lên cao, hít vào, uốn cong lưng, mở căng lồng ngực. Hạ mông xuống, thở ra. Vươn tay qua đầu, hít vào. Vặn người sang trái, thở hết ra, nâng ngực của mình lên, duỗi thẳng cột sống lưng. Tiếp tục, hít vào. Vươn tay, tay trái nắm lấy bàn chân, thở ra. Vòng tay phải qua đầu, hít vào, uốn cong lưng, mở căng ngực về trước. Hạ mông thật chậm xuống, thở ra. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Vặn người sang bên phải, hạ khử tay xuống, đẩy căng lồng ngực, duỗi lưng, mắt nhìn lên qua vai phải, thở hết nào. Một lần cuối, vươn tay lên, hít vào về giữa. Tay phải nắm lấy bàn chân phải, thở ra.
mông lên cao, hít vào uốn cong lưng, thở ra đẩy căng lồng ngực, cố gắng là vặn cái lồng ngực của mình lên hai vai cân bằng. 5, gập cửu tay trái lại, nắm lấy cái vai phải. 4, đầu của mình lúc này dựa vào vai bên trái. 3, thở đều đẩy mông về trước. 2, ngực lên nữa nào. Và 1, rồi từ từ hạ mông. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Vòng tay phải qua gối trái, hai tay đẩy giữa ngực, mắt nhìn lên qua vai trái. Giữ, hít thở đều. 4, 3, 2 và 1. Rồi, nâng người của mình lên, hít sâu. Tay trái nắm lấy bàn chân trái, thở ra. Vòng tay phải qua đầu, hít vào uốn cong lưng, mở lồng ngực. Rồi bây giờ ta gập tay phải lại, nắm lấy cái vai trái. Đầu mình đưa về giữa và dựa vào trên cái khuỷu tay phải ạ. 4, tập trung nâng ngực của mình lên. 3, siết nhẹ cơ bụng và thả lỏng lưng. 2 và 1, rồi từ từ hạ mông thật chậm. Vươn hai tay lên cao, hít vào. Vặn người sang bên phải, thở ra. Giữ ở đây, hít thở đều. Nâng cao ngực của mình lên, duỗi lưng nào. 4, cằm thẳng hàng với vai phải nếu có thể. 3, 2 và 1. Vươn tay lên cao, hít vào. Hạ tay về phía trước, thở ra. Khử tay lúc này chạm đầu gối ạ. Rồi chúng ta đi lên trên một bàn tay nữa và nâng mông lên tư thế con bò mèo. Khử tay xoay vào nhau, cổ tay thẳng hàng với vai ạ. Hai đầu gối mở rộng bằng hông và xuôi mũi chân. Được chưa ạ? Hít vào, võng lưng, vảnh mông lên, vươn cằm, mở ngực về phía trước. Thở ra, cuộn xương cột, hóp bụng. Tiếp tục võng lưng, hít vào, vảnh mông lên, siết nhẹ cơ bụng, vươn cằm lên, đã không ngửa cổ như này ạ, vươn dài ra thôi. Thở ra, hóp sâu bụng lại, cuộn lưng lên, thu cằm về hõm cổ và mắt nhìn rốn. Hai lần nữa, hít vào. Làm động tác chậm thôi ạ. Thở ra, cảm nhận cuộc sống của mình đang được kéo giãn. Một lần cuối, hít vào, đầy căng ngực, vươn cằm về phía trước, giữ ở đây và hít thở đều. 5, siết nhẹ cơ bụng nào. 4, cố gắng mở lồng ngực của mình ra tối đa. 3, 2, 1, rồi thở hết ra, hóp bụng cuộn xương cụt, cằm thu về cổ, nâng vai của mình lên cao, giữ ở đây và hít thở đều. 4, 3, 2, 1. Mắt nhìn về phía trước, hít vào, nâng chân phải lên cao, chống mũi chân trái lên, ra dễ thăng bằng hơn. Gập chân, tay trái nắm lấy cổ chân. Hồi đá chân lên, mắt nhìn về phía trước, giữ, hít thở đều. 4, 3, 2, 1. Rồi hạ tay trái xuống, tiếp tục giữ nguyên chân phải ở trên, tay phải nắm lấy cổ chân. Hít vào, nâng chân lên cao, úp hai mông của mình xuống, úp mông phải. Giữ và hít thở đều. 5, nâng cao vai trái. 4, siết chặt cơ bụng giữ thăng bằng. 3, 2, 1. Rồi từ từ hạ tay của mình xuống. Từ từ hạ ngực cằm về giữa hai bàn tay, vẫn giơ chân phải lên cao, giữ hít thở đều. 4, 3, 2, 1. Gập chân phải, tay trái tiếp tục nắm lấy cổ chân phải, đá chân lên, lực ở tay phải nhiều ạ. 4, siết chặt bụng nào. 3, 2, 1. Từ từ co chân trái, mũi chân vuốt lên trần, gót chân gần mông, giữ đây. 4, 3, 2, 1. Rồi từ từ hạ chân của mình xuống, xuôi mũi chân, hít vào, nâng ngực của mình lên, xoay vai mở ngực, thở ra, lên rắn hổ mang. Giữ và hít thở đều ở đây ạ. 4, siết nhẹ cơ bụng nào. 3, gắng mở vai ra sau, đẩy ngực về trước. 2 và 1, chống chân tư thế V ngược. Giữ và hít thở đều. 5, đẩy đỉnh mông lên cao. 4,
3 2 1 Chân phải đá lên, hít vào, mắt nhìn về phía trước, úp hai mông cân bằng. Bước chân phải về cạnh bàn tay phải, thở ra. Nâng người lên sao cho đầu gối thẳng hàng với lại gót chân. Vươn tay qua đầu, hít vào, đẩy căng lồng ngực, úp hai mông cân bằng, siết chặt cơ bụng, vươn cằm lên, giữ đây tư thế chiến binh 1, 3, 2, 1, hồi hít, vặn người sang bên phải, hai tay đẩy giữa ngực, thở hết ra, thẳng gối chân sau, dồn lực vào chân trước, 3, 2, 1, hạ tay xuống thảm. Từ từ hạ mông xuống và hạ đầu gối trái xuống xuôi mũi chân, sao cho mông đầu gối này phải vẫn thẳng hàng với gót chân. Từ từ chúng ta hạ khuỷu tay trái của mình xuống, nắm lấy bàn chân trái, xin lỗi, bàn tay trái nắm lấy cổ chân phải. Vươn cao tay phải lên, hít vào, giữ và hít thở đều, mắt nhìn lên theo tay. 3, đẩy căng ngực lên ạ. 2, 1. Giữ nguyên, gập chân trái phía sau, tay phải nắm lấy cổ chân. Rồi xoay vai, hít vào, mở căng lồng ngực, mắt nhìn lên. Giữ và hít thở đều. 4, đá chân xa mông nữa nào. 3, ai đau cổ mắt nhìn xuống ạ. 2 và 1, rồi nâng người của mình lên. Nâng người của mình lên ạ. Ta gập chân trái lại, đặt bàn chân trái vào khử tay trái. Vươn cao tay phải lên, hít vào. Rồi hai tay nắm lấy nhau, thở ra. Giữ ở đây, siết chặt cơ bụng và bấu chặt chân phải xuống để giữ thăng bằng ạ. Mắt nhìn về phía trước. 4, 3, 2 và 1. Hai tay xuống thảm. Đẩy thẳng chân phải, dựng mũi chân lên. Hít vào, duỗi lưng, ưỡn ngực, mắt nhìn phía trước. Thở ra gập người về phía chân phải. Ai tốt thì có thể hạ khử tay xuống nắm lấy bàn chân. Hai mông cân bằng. Hít thở đều ở đây ạ. 3, 2, 1. Rồi chống tay về phía trước. Hai chân về sau vẫn tư thế con bò mèo. Này chúng ta đổi bên. Hít vào. Chống mũi chân phải, nâng chân trái lên. Gập chân trái, tay phải nắm lấy cổ chân. Hít vào, nâng chân trái lên, mở căng ngực, siết chặt cơ bụng, mắt nhìn về trước, giữ ở đây. 4, 3, đá chân lên nữa nào. 2, 1, rồi giữ nguyên chân trái ở phía trên, hạ tay phải của mình xuống. Tay trái lúc này nắm lấy bàn chân trái, hít vào, đá chân lên cao, rồi nâng vai lên, mắt nhìn về phía trước lên ạ. 4, siết chặt bụng nào. 3, quàng úp mông trái xuống một chút nữa. 2, và 1, rồi hạ chân của mình xuống, hạ tay của mình xuống, rồi hạ ngực cằm xuống, đá chân trái lên cao, giữ và hít thở đều. 4, 3, quàng hút thẳng mũi chân. 2, 1, gập chân trái lại, tay phải nắm lấy cổ chân, dồn lực vào bàn tay trái, đá chân lên cao, giữ hít thở đều. 3, 2, 1, rồi co chân phải lên luôn, giữ đây. 3, 2, 1, hạ chân của mình xuống, xuôi mũi chân, trườn người lên phía trước, xoay vai, hít vào, nâng cao lồng ngực lên, thở ra chúng ta mềm lưng ra sau, giữ và hít thở đều, siết cơ bụng nhẹ nào, mở hai vai ra. 4, 3, vươn cằm của mình lên một chút, không ngửa cổ ra sau. 2, 1, chống chân, đẩy mông lên cao về tư thế V ngược. Đúng là hai khoảng cách hai bàn chân bằng một bàn chân của mình ạ. Hạ gót chân xuống. 5, thả lỏng kheo chân phía sau. 4, siết cơ bụng, đẩy mông lên cao nữa nào. 3, 2, 1, đá chân trái lên, hít vào. Mắt nhìn về phía trước, úp hai mông cân bằng. Bước chân trái về cạnh bàn tay, thở ra. Vươn tay lên cao, hít vào, chiến binh 1. Thở ra từ từ, hạ hông xuống, úp hai mông cân bằng và mở căng lồng ngực, giữ ở đây. 4, 3, 2, 1, hít về giữa. Thở vòng khử tay phải qua đầu gối trái, tay đẩy giữa ngực, thẳng gối chân sau. Mắt nhìn lên ạ, giữ và hít thở đều.
4, 3, 2, cố gắng thăng bằng nào. 1, hạ tay xuống thảm. Bây giờ hạ khử tay bên phải xuống, nắm lấy bàn chân trái và hạ đầu gối phải xuống luôn. Xôi mũi chân, hít vào, vươn cao tay trái lên, mắt nhìn lên theo tay. Giữ và hít thở đều. 4, 3, mở căng ngực nào. 2, và 1, rồi từ từ gập chân phải lại. Tay trái nắm lấy bàn chân, xoay vai, mở ngực, hít vào, mắt nhìn lên. Hai đầu cổ vai gáy, mắt nhìn xuống bàn chân ạ. 4, siết chặt cơ bụng của mình. 3, mở rộng lồng ngực, thả lỏng lưng. 2, và 1, rồi từ từ nâng người lên. Gập chân phải lại, dùng đàn tay trái nắm lấy mũi chân và đặt mũi chân vào phía trong của khử tay phải. Vươn cao tay phải, tay trái hít vào, hai tay nắm lấy nhau, thở ra. Giữ và hít thở đều, xoay ngực của mình về phía trước. 5, thả lỏng khớp hông phía dưới nào. 4, 3, siết cơ bụng lại, đẩy ngực lên. 2, và 1, rồi hai tay xuống thảm. Từ từ đẩy thẳng chân trái, dựng mũi chân lên. Hít vào, vươn ngực, duỗi lưng. Thở ra, hạ bụng ngực của mình xuống. Nếu ai tốt, tay nắm mũi chân và hạ khử tay. Quán là để hai hông cân bằng, không đẩy hông sang phải. 4, 3, hắng dướn người về phía trước, kéo dài các đốt sống lưng nữa nào. 2, và 1, rồi từ chống hai tay xuống, hai chân về sau tấm ván. Vai mông lưng thẳng hàng, hóp bụng này, cuộn xương cụt, siết cơ đùi, nâng vai của mình lên. Mắt nhìn về phía trước, tay 1 mét ạ, mắt nhìn đầu thảm đấy. 4, 3, gồng chắc cơ bụng. 2, 1, rồi từ nghiêng người sang bên phải. Chân trước, chân sau. Nếu ai tốt thì hai chân chồng lên nhau. Tay trái lên. Giữ và hít thở đều, mắt nhìn lên theo tay nào. 4, siết chặt cái vùng của mình lại này, siết chặt cơ bụng phía dưới. 3, 2, 1, đổi tay. Hít vào, tay phải lên, thở ra, siết chặt cơ bụng, đẩy hông lên một chút. 4, 3, 2, 1, rồi từ từ hạ gối, ngực cằm xuống, thở hết ra, giữ hít thở đều. 4, 3, 2, 1, từ từ co hai chân lại, gót chân gần chạm mông. Lúc này hai tay nắm lấy gót chân nếu có thể, giữ ở đây. 4, 3, 2, 1, rồi xuôi mũi chân, dùng người về phía trước, hít vào, xoay vai, mở ngực, thở ra lên dán hồ mang, giữ ở đây. 4, hít thở đều. 3, 2, 1, đẩy mông ra sau về tư thế em bé, chán chạm thảm và duỗi thẳng hai tay, hít thở đều và điều hòa hơi thở, cân bằng lại năng lượng. Thôi mời cả lớp chúng ta nằm ngửa. Co hai chân của mình lại, hai tay nắm lấy đầu gối, hít vào, đẩy căng lồng ngực, thở ra, co gối lại về sát ngực, cầm chạm đầu gối. Nếu ai bị có các bệnh về cổ vai gáy thì chúng ta hạ đầu xuống, còn không thì chúng ta nâng lên. Giữ ở đây, hít thở đều. 4, 3, 2, 1, hạ chân của mình xuống. Hai tay dang ngang, xoắn chân phải đặt lên chân trái, xoắn hai chân vào nhau đấy, hít vào, thở ra, vặn người sang trái, mắt nhìn sang phải. Rồi, tay trái ta đặt lên gối, giữ và hít thở đều. 4, 3, thả lỏng phần lưng của mình. 2, và 1, rồi trở về. Giờ chúng ta lại tiếp tục đổi bên, xoắn chân trái lên phía trên của chân phải, hít vào, thở ra, hạ chân sang phải, mắt nhìn sang trái, giữ ở đây và hít thở đều. 4, 3, 2, 1, rồi từ từ trở về. Một cái lớp duỗi thẳng hai chân.
ngửa lòng bàn tay, thả lỏng bàn chân, thả lỏng cơ bụng, thư giãn lồng ngực, thả lỏng cơ hàm. Hít thở đều và điều hòa hơi thở của mình. Quan sát hơi thở. Hít vào và quan sát hơi thở khi ta thở ra. Từ từ vươn hai tay qua đầu, đan tay ngửa lòng bàn tay, khép sát hai bàn chân, duỗi mũi chân, hít vào, siết bụng kéo căng vai, vươn giãn toàn bộ cột sống, cố gắng không võng lưng của mình lên nhiều ạ. Thở ra thả lỏng. Một lần nữa, hít vào, kéo căng vai, duỗi các đốt sống lưng của mình ra, giữ ở đây và hít thở đều. 4, 3, 2, 1, rồi, chống chân bên trái lên, nghiêng người sang bên phải, đặt tay trái về phía trước mặt. Từ từ chúng ta nghiêng người ngồi dậy. Đẩy thẳng cột sống lưng. Cảm ơn các bạn đã luyện tập cùng Huyền. Và đừng quên theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất, bổ ích nhất từ mình nhé.